Xin giới thiệu, đây là một căn nhà ở phường Thới An, quận 12 của chú anh chị nha. Căn nhà một trệt hai lầu, có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh của chú anh chị. Đây khung cảnh xung quanh căn nhà. Khu này thì nhà cao tầng hết rồi của chú anh chị. Đường ô tô vào tận nhà luôn nha. Có chỗ quay đầu xe kế bên. Xung quanh khu vực xung quanh nhà đây của chú anh chị, nhà cao tầng một trệt hai lầu đồng bộ ha. Đây là căn nhà có sân để xe ô tô, xe máy rồi ok của chú chị. Bên trong phòng khách của chú chị, xin mời của chú chị mình tham quan. Thì hiện tại là mình mua nhà này thì nội thất thì gia chủ sẽ để lại 100% của chú chị mình sử dụng nha. Khung cảnh phòng khách, trang trí nội thất cũng khá là ok của chú anh chị ha, bàn ghế rồi trần tường rồi tivi rồi đầy đủ. Và phía bên trong này thì khu vực nhà bếp nấu ăn, có gia chủ trang trí cho mình bộ bàn ăn bốn cái ghế ha. Bếp thì có tủ tiếp bếp, bếp trên bếp dưới, trần lau phong đèn chùm ok của chú anh chị. Rất là đẹp và sạch sẽ nha. Phía đằng sau này thì có nhà vệ sinh phía đằng sau rất là sạch sẽ luôn, nhìn vào hợp phong thủy luôn của chú anh chị. Không gian bếp sạch sẽ. Vị trí nhà thì của chú anh chị mình đi Lê Văn Phương đi vào ha, trên đường Trần Thị Cờ chạy xuống Thới An 16, một xíu tổng hộ mấy chục mét thôi, mình rẽ vào là tới nhà nha. Đây là cái cầu thang đi lên của chú chị, thanh trắng tay vịn gỗ bằng gỗ, thanh trắng kính cường lực nha. Không gian phía trước phòng khách mình ở trong nhìn ra nhà rất là thấy là ok của chú chị, trang trí tranh 3D rồi ok, nhà tạo cho cái nhà nó đẹp. Rồi mình cho nên mình nhìn xuống nè, thấy không gian phòng khách rất là cao và nó thông thoáng nè. Trên lầu 1 của chú chị có hai cái phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh chung ha. Tất cả đều thiết kế rất là đẹp của chú chị, có nội thất đầy đủ luôn. Của chú chị mình ở Gò Vấp mà mua căn nhà này đi làm cũng rất là thuận lợi ha. Đi qua cầu Tân Thới Hẹp của chú chị, cầu Trường Đai á, mình đi qua Lê Văn Khương chạy vô Trần Thị Cờ quẹo xuống xíu tới rồi. Bên phòng ngủ thì trang trí cho mình tủ để quần áo rồi giường ngủ rồi ra trang điểm mà đủ luôn cô chú chị. Bên lầu 2, thì trên này thì sẽ có một cái phòng ngủ của chú chị nha. Cũng trang trí cho mình đầy đủ giường trang điểm rồi tủ rồi quần áo, tranh ảnh và tường rèm che cửa rồi ok của chú chị. Và phía dưới đây có một cái nhà vệ sinh và một cái sân phơi để mình giặt phơi đồ ok. Thì hiện tại căn này nhà này có diện tích là ngang 4 mét dài 15 mét nghe cô chú anh chị ha. Giá hiện tại là chủ kêu 4 tỷ rưỡi, còn thương lượng nhẹ xíu. Để cô chú anh chị nào mình quan tâm thì liên hệ em số điện thoại trên màn hình, em dẫn xem nhà. Và theo dõi thông tin thì cũng đừng quên cho em một like, lượt share và lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh của chú chị. Còn em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại.